Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc. Thì ngày hôm nay là mùng 1 tháng 6 âm lịch, em cũng trở lại công việc chăm sóc, cũng như ngày hôm nay tới định kỳ để phun phòng sâu ăn lá và bọ trĩ cho vườn mai của em. Thì em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị để anh chị mình xem, cũng như nhắc anh chị mình phun thuốc để chăm sóc cho cây mai của mình được tốt hơn ha. Và hôm vừa rồi cũng có rất là nhiều anh chị cũng như các bạn hỏi là mình sử dụng cái loại thuốc nào để trị bọ trĩ là hiệu quả nhất. Thì ngày hôm nay em chia sẻ đến với anh chị một trong ba loại thuốc mà được rất là nhiều anh em nhà vườn trồng và chăm sóc cây mai sử dụng để phun trị bọ trĩ. Thì em thấy cũng rất là hiệu quả, thì anh chị mình xem ở địa phương mình có loại nào, chúng ta mua loại đó chúng ta sử dụng ha. Thì như em đã chia sẻ đến với anh chị rất là nhiều từ đầu năm cho tới giờ, đối với cây mai vàng, nếu như anh chị mình xác định trồng và chăm sóc cây mai, muốn cho cây nó phát triển thật khỏe, chồi nó vươn ra thật khỏe mạnh và bộ lá cây luôn luôn xanh tốt, thì ngoài việc tưới nước cũng như bón phân theo định kỳ để cung cấp dinh dưỡng cho cây, thì anh chị mình phải phun phòng sâu ăn lá và bọ trĩ. Đây là hai loại côn trùng gây hại trên cây mai, không có tính mùa màng gì hết anh chị, quanh năm lúc nào nó cũng xuất hiện trên cây mai. Giai đoạn chúng ta nuôi chồi thì nó tấn công vào những cái đọt non, chủ yếu là nó tấn công vào cái vị trí đọt non ha, nó cắn phá hoặc nó chích thúc làm cho những cái lá non này quăng queo biến dạng, cũng như làm cho cây mai chúng ta nó chậm phát triển lại. Cho nên nếu như anh chị mình muốn cây mai của mình nó phát triển sung mạnh, thì cái điều đầu tiên anh chị mình phải luôn luôn ghi nhớ đó là phun phòng sâu ăn lá và bọ trĩ ha. Và ngoài ra trong cái tới cái giai đoạn bộ lá trên cây nó đã xanh già, để mà giữ cho cái những cái lá trên cây nó được sạch sẽ, không bị nấm bệnh tấn công, thì anh chị mình cũng phải phun phòng những loại thuốc nấm bệnh theo định kỳ 10 đến 15 ngày chúng ta phun phòng cho cây một lần. Chứ đừng để chờ đến khi mà thấy cái lá nó đốm hoặc cái lá nó bị rỉ sắt, than thư hay cháy lá, lúc đó rồi mới phun thuốc thì nó cũng chẳng còn cái tác dụng gì hết anh chị, mà nó làm cho cây mai mình nó suy yếu. Cho nên nhiều khi anh chị mình xem, anh chị mình nói sao nhà vườn người ta chăm cây nào nó cũng xanh tốt, lá lúc nào nó cũng xanh mướt, không có nấm bệnh. Bởi vì ở nhà vườn như em đây là em phải phun phòng theo định kỳ ha anh chị, không thể lơ là được. Thì hôm giờ cũng có nhiều anh chị và các bạn hỏi là ở vườn anh sử dụng cái loại thuốc nào để trị bọ trĩ, sao em cứ 5-6 ngày em phun một lần mà cây mai của em đọt non nó ra nó cũng cứ quắn quéo. Thì anh chị mình theo dõi kênh của em từ đầu năm tới giờ thì anh chị mình thấy rồi, em chỉ sử dụng duy nhất có một loại ha, duy nhất một loại, đó là Confidor, từ đầu năm cho tới giờ để trị con bọ trĩ. Thì có khi 7 ngày em phun một lần, cũng có khi 8-9 ngày, cũng có khi 10 ngày ha. Nếu như thời tiết mưa mà em không phun được thì cũng có khi kéo qua tới 10 ngày, như đợt này là chạy đi cũng 9-10 ngày em mới, hôm nay em mới phun lại ha. Tuần trước là em phun vào thứ ba thứ tư, nhưng hôm nay tới thứ bảy rồi. Thì anh chị mình thấy ha, khoảng 9-10 ngày rồi, nhưng những cái lá non trên cây mai của em nó phát triển ra anh chị mình thấy rất là mượt mà, không bị sâu cũng không bị bọ trĩ ha. Thì ngoài cái loại Confidor này, nó cũng còn có những loại thuốc khác mà được nhiều anh em nhà vườn người ta sử dụng, như là Emathon. Thì cái loại này em thấy những anh em nhà vườn người ta sử dụng nó cũng rất là hiệu quả ha, người ta chia sẻ cũng rất là hiệu quả. Hoặc là Clofaran, thì đó cũng là những loại thuốc trị sâu ăn lá, bọ trĩ rất là hiệu quả. Thì anh chị mình cứ xem
ở địa phương mình nó bán cái loại nào, chúng ta mua cái loại đó để chúng ta sử dụng cho nó hiệu quả ha. Còn nhiều khi anh chị mình mua những loại thuốc cái thành phần nó không đúng thì anh chị mình phun nó cũng không có hiệu quả đối với bọ trĩ ha, nó chỉ chết con sâu nhưng mà bọ trĩ nó không có chết. Và có nhiều bạn hỏi là anh chỉ sử dụng một loại hay anh sử dụng 2-3 loại để luân phiên, thì ở vườn em chỉ sử dụng duy nhất một loại ha. Em chỉ sử dụng duy nhất một loại để em phun chứ em không có thay đổi gì hết ha. Cứ 7 đến 10 ngày em phun một lần, không có lần thuốc lần gì hết ha anh chị. Cái thứ hai là cái cách anh chị mình sử dụng để phun cho cây, thì đối với những loại thuốc sâu nó chỉ có tác dụng trong phạm vi 7 đến 10 ngày, bởi vì nó chỉ có tác dụng phòng ngừa ở cái vị trí đọt non, mà cái đọt non thì nó liên tục phát triển dài ra. Ngày hôm nay anh chị mình phun thì cái đọt nó nằm ở đây, nhưng qua 3-4 ngày sau thì cái đọt nó lại tiếp tục dài ra, thì những cái lá mới nó đâu có thuốc anh chị. Nó chỉ khi anh chị mình phun thuốc nó chỉ có nằm ở vị trí cái khúc đọt này, còn cái đọt nó vươn dài ra thì chúng ta lại phải tiếp tục phun nữa. Cho nên 7 đến 10 ngày anh chị mình phải phun lại. Còn anh chị mình phun một lần rồi nửa tháng, một tháng anh chị mình mới thấy nó quéo quéo rồi anh chị mình mới phun nữa thì nó không có cái tác dụng gì ha. Cho nên cái cách mình phun thuốc nó rất là quan trọng. Nhiều khi anh chị mình mua đúng cái thuốc đó nhưng anh chị mình phun không đúng thì nó cũng không đem lại cái hiệu quả ha. Không có cái loại thuốc nào mà nó kéo dài được một tháng hết á anh chị. Đó, có nhiều bạn hỏi em thấy quảng cáo trên mạng có cái loại thuốc sâu mình phun một lần 6 tháng sau không có sâu với bọ trĩ, không có cái loại thuốc nào hết anh chị. Con sâu với bọ trĩ nó ăn cái đọt non chứ nó đâu có ăn lá già. Chỉ trừ khi cây mai của anh chị nó không phát triển đọt non thì anh chị mình mới không thấy bọ trĩ mới sâu. Còn cái chồi non cứ phát triển tới đâu là anh chị mình sẽ thấy sâu ăn lá và bọ trĩ tới đó. Cũng như thuốc nấm bệnh, người ta có ghi rõ ở trong cái bao bì là 10 đến 15 ngày phun cho cây một lần. Thì thôi mình cứ 2 tuần mình phun cho cây một lần để nó phòng ngừa. Thì anh chị mình phun cái rồi mua thuốc về cứ để trong tủ á, phun được một lần rồi một tháng sau mới phun nữa, thấy cái lá nó đốm đốm rồi bắt đầu mới xách thuốc ra đi phun. Thì làm sao mà cái lá mai nó sạch sẽ được. Đó, cho nên anh chị mình phải lưu ý ha, để chúng ta chăm sóc cũng như sử dụng như thế nào cho nó đạt được cái hiệu quả, giúp cho cây mai của mình nó phát triển thật tốt. Đó, còn bây giờ em cũng tranh thủ pha thuốc để em phun cho vườn của em, thì anh chị mình cùng xem ha. Thì ngày hôm nay em phun bọ trĩ kết hợp với cái phân bón combi vi lượng để em phun qua lá cho cây ha, để giúp cho những cái chồi này nó phát triển được tốt hơn, như bộ lá trên cây nó xanh mượt hơn. Thì cứ một tháng là em bổ sung cái combi vi lượng cho cây một lần, còn những lần khác thì em chỉ phun bọ trĩ như nấm bệnh ha. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành pha thuốc để em phun ha. Thì cái loại thuốc đầu tiên đó là em sử dụng thuốc trị bọ trĩ Confidor. Thì cái thùng này của em nó đầy lên cái miệng là 50 la, là 60 lít ha. Mà cái này nó bị bể hết miếng rồi, cho nên nó hụt xuống hết một khúc là còn khoảng 55 lít ha. Thì em sử dụng đây là 55cc hay là 55ml ha. Đó. Và em kết hợp cái combi vi lượng đây ha, em bỏ ở đây em ngâm rồi em quậy cho nó tan ra đây. Rồi thì cái combi vi lượng anh chị mình cứ xem cái liều lượng ở trên bao bì, nhà sản xuất người ta có ghi, thì anh chị mình pha cho đúng liều lượng ha, đừng có phun quá liều nó cũng không có tốt ha anh chị. Đó,
Rồi, bây giờ em sẽ mở máy để em phun ha. Đó rồi, sau khi em đã pha thuốc thì em cũng tiến hành phun cho vườn của em. Thì em cũng phun trước vài cây cho cô chú anh chị và các bạn mình xem cho vui ha. Ông ta cứ phun đều mặt trên mặt dưới lá anh chị. Thì đối với sâu ăn lá, bọ trĩ cũng như nấm bệnh thì anh chị mình nên phun vào buổi chiều thì nó tốt hơn ha, nó đỡ ảnh hưởng cây mai của mình hơn. Bởi vì buổi sáng nhiều khi trời nắng gắt anh chị mình phun thì nó có thể làm bị héo teo đọt non ha. Chúng ta phun vào buổi chiều khi còn nắng nhẹ. Khi trời còn nắng nhẹ nhẹ như thế này ta phun, hoặc anh chị mình bận công việc thì buổi tối anh chị mình phun cũng được ha. Anh chị mình phun vào buổi tối thì nó cũng càng tốt. Thời điểm đó là sâu rồi, rồi nó bắt đầu bò ra nó ăn ha. Như hôm trước em cũng có chia sẻ anh chị mình là nếu như ở chỗ anh chị mình mà thời tiết mưa liên tục mà anh chị mình thấy ở trên cây nó có sâu thì kể cả lá mai đang ướt anh chị mình cũng nên pha thuốc để phun luôn ha. Phun cho nó chết con sâu trước đi để nó không có cắn phá cái đọt non. Chứ anh chị mình chờ cho nó khô thì con sâu nó ăn hết cái đọt rồi ha. Lúc đó chúng ta phun thì lại phải chờ cái thời gian rồi cho cái đọt nó phát triển. Nên tốt nhất là chúng ta phun luôn đi. Lá ướt thì anh chị mình phun sâu nó vẫn chết. Rồi lần sau dù cách 4-5 ngày sau anh chị mình phun trời nắng ráo thì anh chị mình phun lại. Ở vườn em thì cứ 7-8 ngày, chậm lắm là 10 ngày là phải phun ha. Thì đầu năm giờ em thường hay kết hợp công phi đo với cái loại thuốc sâu Etimet để em phun. Nhưng hôm vừa rồi em phun có một mình cái công phi đo thì em thấy nó cũng kéo dài thời gian rất là ok. Cho nên những lần sau này em không có sử dụng cái Etimet nữa ha, nó giảm bớt chi phí lại. Đó, em phun một hai cây nữa anh chị mình xem rồi em dừng clip ha, để tranh thủ phun thì anh chị mình cứ nhớ cứ mỗi tuần anh chị mình mỗi phun cho cây một lần để nó phòng ngừa trước đi cho nó an toàn để cây mai mình nó phát triển đọt được tốt ha. Chứ thời điểm này là đã tháng 6 âm lịch rồi mà anh chị mình không phun phòng để cho sâu nó tấn công mấy cái đọt non thì cây mai của mình nó không có ra kịp nữa ha. Anh chị mình thấy ha, cứ phun phòng đều nó không tấn công được thì cái đọt nó phát triển ra liên tục thì cây mai của mình nó nhanh chín tàn ha anh chị. Đó, cây lớn cây nhỏ gì nó cũng vậy. Đó thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em phun thuốc bò trĩ cũng như kết hợp combi vi lượng để em phun cho vườn của em thì em cũng làm clip chia sẻ để anh chị mình xem. Như nhắc anh chị mình phun phân thuốc chăm sóc cho cây mai của mình ha. Thì clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và cuối clip một lần nữa em xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, ấm áp, bình yên và hạnh phúc ha.